Đủ chưa? Lấy thêm miếng này cho tôi. Sao mấy bữa nay lấy thịt ít quá vậy? Ở cuối chợ có mở thêm một quán phở, cạnh tranh quá, khách họ cũng tản ra. Tôi gửi anh. Chú ơi, chú rớt tiền nè chú. Tiền của chú nè. Chú cảm ơn con nha. Thằng nhỏ ngoan ghê, bây giờ gặp mấy đứa khác là nó lụm mất tiêu rồi. Dạ, mẹ con có dặn là không được tham của rơi, lụm đồ của người khác thì phải trả lại. Với lại đồ của người ta mình không được quyền lấy. Con như vậy mới ngoan đó. Nè, tiền này là chú cho con nè, con đi mua bánh ăn đi. Dạ, thôi con không lấy đâu chú. Sao vậy? Chú cho thì con lấy đi. Mẹ con thằng nhỏ tội nghiệp lắm, ngày nào cũng vô chợ làm ba cái chuyện lặt vặt không à. Nè, con nè, tiền này á là chú cho con, con đâu có xin ai. Con cất đi, chắc mẹ con không la đâu. Con lấy đi. Nhưng con phải xin phép mẹ, không là mẹ con la á. An, con đi con. Chuyện gì vậy con? Dạ, con thấy tiền của chú làm gớm, con lượm trả cho chú. Chú cho tiền con mua bánh mà con chưa có lấy, con phải xin phép mẹ. Diệu à, Diệu, bao nhiêu lâu nay em đi đâu? Sao lại ra nông nổi này? Chuyện của em bây giờ không có liên quan gì tới anh hết. Đi con. Dạ. Diệu. Ê, thật đẹp. Cảm ơn anh. Diệu. Mà sao mình phải chạy? Chú là bạn cũ của mẹ, nhưng mẹ không thích gặp chú. Sao con lại đi lượm mấy cái thứ này? Mẹ đã dặn con ngồi yên ở góc chợ rồi mà. Dạ, có cô kia cổ nói với con lượm cái này bán cho cổ, rồi cổ cho con tiền. Con chỉ muốn kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ, mẹ cho con lượm cái này nha. Cái này người ta bỏ rồi con mới lấy, chứ con có tự ý lấy. Con không có đủ sức dán mấy cái bao đó phụ mẹ. Ngày nào con cũng thấy tay con mẹ bị bầm, bị chày hết. Mẹ, mẹ cho con lượm cái này được tiền. Có tiền rồi mẹ dán hết bao rồi nha mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ không lo cho con được đầy đủ để con phải khổ cùng với mẹ. Con không sợ khổ, con cũng không sợ đói nữa. Con chỉ cần mẹ ở bên cạnh con thôi. Con ăn bánh mì nha. Con ăn mẹ đi. Mẹ cho con lượm dây chai trong lúc chờ mẹ nha. Nhưng mà con chỉ được lượm xung quanh đây thôi nha, không có được nghe lời người khác đi lung tung đó biết chưa? Dạ con biết rồi. Mẹ, mẹ ngồi xuống ăn đi mẹ. Có phải cái chú hồi nãy là mẹ quen trên đây không? Chú đó là người xấu hay sao mà mẹ không muốn gặp chú vậy? Không phải đâu con, chú với mẹ là bạn học, nhưng mà chơi chung với nhau không có hợp, giống như con với bạn Tèo ở dưới quê vậy đó. Mẹ không có muốn gặp lại chú nữa. Mai mốt con có thấy chú, con nhớ tránh chú, đừng có để chú thấy con nha. Dạ con biết rồi. Con ăn đi. Dạ.